Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Cross thời điểm tháng 2 năm 2023 này. Thì Cross hiện tại bên em được phân phối với 3 phiên bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8 HV hay còn gọi phiên bản xăng điện. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị giá bán lần lượt các phiên bản như sau. Thì ưu đãi hiện tại lên đến 30 triệu tiền mặt đến anh chị cơ. Đầu tiên là phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản 1.8G hay còn gọi là phiên bản xăng tiêu chuẩn, có giá niêm yết là 746 triệu. Và thời điểm hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 27 triệu tiền mặt và tặng kèm cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì chiếc xe bản G này để tính chi phí, anh chị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em khoảng 230 là có thể lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Còn để trả tổng thể thì khoảng tầm 800, rẻ hơn rất nhiều so với thời điểm năm 2022. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V hay còn gọi phiên bản là xăng cao cấp, thì có giá niêm yết là 846 triệu và thời điểm hiện tại thì em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt luôn trừ thẳng hóa đơn. Thì cái giá xuất hóa đơn chỉ còn có 816 triệu. Ngoài ra vẫn tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước tối thiểu là 270 triệu. Và cái số tiền lăn bánh tổng thể, em xin lỗi một chút là số tiền ban đầu là khoảng tầm 265. Còn số tiền lăn bánh tổng thể khoảng tầm 905 triệu. Ngoài ra phiên bản cao cấp nhất cũng là phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản 1.8 HV hay còn phiên bản xăng điện, thì có giá niêm yết là 936 triệu. Thì hiện tại bên em đang tặng cho dòng xe này gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì tính ra chi phí lăn bánh anh chị chỉ cần chuẩn bị ban đầu khoảng tầm 300 triệu. Còn chi phí tổng thể sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 035 triệu là lăn bánh, bao gồm đầy đủ phụ kiện rồi. Thì nhiều anh chị cũng phân vân là lựa chọn các phiên bản nào phù hợp cho dòng xe Cross. Thì theo em thời điểm hiện tại về các cái giá như hiện tại thì anh chị nên chọn phiên bản 1.8V hoặc là 1.8G, bởi vì ưu đãi cho hai phiên bản này rất lớn. Và ngoài ra phiên bản 1.8V ấy, nó còn cái option của nó sẽ giống hệt như cái phiên bản 1.8HV này, phiên bản cao cấp này. Nó chỉ khác một chút về thứ nhất là về cái bộ ốp này sẽ có là viền xanh ở bản xăng điện, còn ở phiên bản cao cấp máy xăng thì là ốp chrome, chỉ khác nhau thôi. Còn ngoài ra thì cửa sổ trời này, Toyota Safety Sense, đèn, la răng, gương cũng như là nội thất sẽ là giống nhau, khác nhau một chút về cái màn hình đặt thông tin thôi. Tuy nhiên là cái dòng xe này, dòng xe xăng điện này nó sẽ rất hay là nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu rất nhiều so với bản xăng. Nhưng chi phí ban đầu nó bỏ ra nó chênh lệch khoảng tầm 120 triệu so với cái phiên bản xăng cao cấp hiện tại. Thì như anh chị thấy hiện tại em đã đề máy lên rồi, tuy nhiên là sẽ không nghe tiếng nổ gì đâu, bởi vì là khi mà đề máy lên ở giải tốc độ thấp thì máy sẽ sử dụng là động cơ điện, nó sẽ không gây ra tiếng ồn và cái đề ba của nó sẽ rất là ổn định. Ngoài ra thì cái như em cũng vừa phân tích một chút về phiên bản 1.8G thì không có nhiều điều để phân tích, bởi vì nó là phiên bản tiêu chuẩn. Còn cái phiên bản 1.8V, 1.8HV như hiện tại thì theo em là với thời điểm hiện tại thì nên chọn phiên bản 1.8V, có giá hiện tại đang là rất tốt, rẻ hơn rất nhiều so với trong năm 2022. Còn option trong xe như nhau, khác nhau một chút về cái màn hình này thôi. Ngoài ra thì chiếc xe Toyota Cross này được phân phối ở thị trường Việt Nam với các phiên bản lựa chọn ngoại thất như sau: màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu bạc xám xanh, màu đỏ, màu nâu là những cái màu được phân phối. Còn ngoài ra thì như anh chị thấy đây là nội thất màu đen. Nội thất màu đen thì ngoài ra còn có một cái lựa chọn nữa là cái nội thất màu nâu đỏ. Thì những cái miếng trên mặt táp lô này, miếng da trên cánh cửa này, rồi toàn bộ ghế sẽ được bọc cái màu nâu đỏ. Thì theo cũng tùy theo cái mắt thẩm mỹ của anh chị thì sẽ lựa chọn cái phiên bản làm sao nó hợp lý nhất. Thì hiện tại em nó cũng sẵn khá nhiều xe, đặc biệt là bản 1.8V và 1.8G. Anh chị nào có nhu cầu tham khảo dòng xe nào thì cứ liên hệ giúp em hoặc số hotline trên màn hình. Em xin phép là tư vấn cho anh chị cụ thể hơn các nhu cầu của anh chị, như là lấy xe màu gì, bản gì, cũng như là trả góp bao nhiêu hay trả thẳng, thì em sẽ đưa ra cái phương án làm sao hợp lý nhất cho anh chị. Em xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.